Tuyển chọn sứ giả. Bẩm đức vua, đêm đã về khuya, xin người hãy nghỉ ngơi để giữ gìn long thể ạ. À. Tể tướng đấy à, khanh vào đây. Thưa đức vua, đây có phải là sớ thư từ Tây Quốc không ạ? À? Đúng vậy. Khanh biết đấy, lễ cấp sắc cho các nam thanh niên vừa tròn 16 diễn ra vào mùa xuân. Họ yêu cầu các sứ thần cũng phải là nam thanh niên trẻ tuổi. Trong khi đó, các vị công tử trong triều thì còn quá non nớt. Ta không thể yên tâm giao phó sứ mệnh quan trọng này cho họ. Muôn tàu đức vua, vậy chúng ta cho tuyển sứ thần trong cả nước đi. Khanh nói có lý, cần phải tìm một người có tâm và có tài. Được, được, ta có cách rồi. Cáo thị của đức vua. Cáo thị của nhà vua đấy. Sao điều kiện lạ thế nhỉ? Vừa không được mang theo thứ gì, vừa không được đến tay không. Sao đi chậm ì thế? Nhanh lên, ta còn cầu kiến đức vua. Muôn tàu quốc vương, ngay sau khi biết thánh chỉ của đức vua, thần đã chắc chắn rằng nhiệm vụ này chỉ có thần có thể đảm nhận. Vậy ngươi đã đọc kỹ điều kiện của ta? Muôn tàu quốc vương, thần đã đọc, đúng như yêu cầu của ngươi. Thần không mang lễ vật gì cả, nhưng quốc vương nhìn xem. Đoàn tùy tùng của thần đã mang lễ thay cho thần. Ta cũng đã nói rõ là không được đi tay không đến. Trên tay ngươi không hề có thứ gì. Ngươi không đáp ứng được yêu cầu của ta, hãy về đi. Thưa đức vua, thần cầm theo rất nhiều vàng bạc, nhưng đúng theo yêu cầu của đức vua, thần không tặng quà này hôm nay mà chỉ cầm đến giới thiệu. Ở gia thất thần còn nhiều vàng bạc châu báu hơn nữa. Nếu như được chọn đại diện đi sứ, thần sẽ cung kính tặng đức vua và các tộc người Tây Phương mang vẻ vang về cho đất nước ạ. Khoe mẽ của cải, châu báu đâu có mang lại vẻ vang gì. Ngươi về đi. Đã sắp đến ngày đi sứ, vẫn chưa tìm được người hiền tài, phải làm sao đây? Bẩm đại quan, đức vua triệu kiến người. Muôn tàu đức vua, có một thanh niên nữa diện kiến, khanh hãy ra xem thế nào đi. Muôn tàu đại quan, hôm nay đến đây thần không hề đến tay không. Thời gian gấp rút lắm rồi, không biết liệu người thanh niên này có hơn những kẻ đã cầu kiến không. Chú chim bồ câu trắng này chính là món quà và lòng thành của hạ thần. Thần mang chú chim bồ câu trắng này đến, nhưng giờ chú chim ấy cũng đã bay đi. Vậy có nghĩa là thần không hề đến tay không, cũng không cống tặng lên đức vua bất cứ thứ gì. Muôn tàu đại quan, với một người đi sứ, nhiệm vụ lớn lao nhất là phải chứng tỏ được khí phách và tâm nguyện của triều đình. Nếu được đại diện đi sứ, thần sẽ một lòng chứng minh cho các tộc người Tây Phương thấy được tâm nguyện của nước nhà, là mong muốn cùng nhau nắm tay vun đắp hòa bình, yên ổn cho muôn dân trăm họ. Người thanh niên này quả là bậc anh tài, đúng là một người tâm ngài chí sáng mà đất nước đang cần. Cùng nhau nắm tay vun đắp hòa bình, yên ổn cho muôn dân trăm họ, rất đúng ý trẫm. Chàng trai này chính là người được lựa chọn. Tại con lười học. Cảm ơn trận mưa rào đã cuốn ta xuống đây. Kẹt ở đây quá ư là thích, chẳng bị ai rủ đi học. Thế giới này quá ư bé nhỏ, học bấy lâu cũng là đủ rồi. Con nhảy vào gầu đi, con ở đó mà lúc sáng bèn gọi không thèm trả lời. Thì ra con cố tình trốn dưới đó để không đi học. Về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai mẹ đưa đến theo học thầy giáo cốc. Con không đi đâu. Trong cái đầm này có gì mà con không biết mà phải đi học nữa hả mẹ? Con chưa biết gì nên mới nói như thế đấy. Không cãi mẹ nữa, từ nay phải chăm chỉ học hành, nếu không là mẹ đánh đòn.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về công việc tìm kiếm thức ăn. Mình có cần học ngày nào đâu mà vẫn kiếm được thức ăn đấy thôi. Bây giờ các em cùng tập viết theo thầy nhé. Đi học thật là nhàm chán, đi chơi mới thích làm sao. Mình cứ đi, một lát mình về, mẹ không thể biết được đâu. Các bạn cá ơi, cho mình theo với. Cậu lại trốn học đấy à? Học chán lắm. Thầy giáo Cốc toàn dạy những điều cũ rích. Các cậu cho tớ đi chơi với. Được, vậy cậu lại bơi theo bọn tớ đi. Này này, dừng lại đi ít con. Trời ạ, thế mà bạn ấy bảo cái gì cũng biết. Ai đời lại đi nhảy vào miệng cống xả, cho nước xoáy nó cuốn. Đây là bờ cỏ mẹ hay đi kiếm thức ăn đây mà. Thôi chết, lỡ mà mẹ nhìn thấy mình. Trời ơi, nguy quá, một con ếch. Trời, con gì mà trông xì xì gớm ghiếc thế này. Nhưng sao con ếch này trông sợ hãi rúm ró thế nhỉ? Phải rồi, nó chỉ là một con ếch bắt con mà thôi. Này chú ếch, đi đâu mà lại tới đây? Cháu bỏ học, cháu chán quá nên cháu đi chơi ạ. Đúng rồi đó, hãy vào trong hang của ta, ở đó tha hồ mà chơi. Trời ạ, ếch bắt được cua, vậy mà sao nhìn thấy cua con lại sợ hãi rúng rõ đến thế? Sao cơ mẹ, ếch bắt được cua ư? Con cua có cái càng to thế, dữ tợn như vậy, tại sao nó lại sợ nhà ếch chúng ta? Ếch con, giờ mẹ đã hiểu rồi, con thường xuyên trốn học đúng không? Bài học về ếch bắt được cua thầy giáo Cốc đã dạy rồi, tại sao con lại không biết chứ? Mẹ, con... Vậy mà con để lão cừu bắt nạt, lôi vào hang, suýt thì mất mạng rồi. Con thấy chưa, không phải thế giới nhỏ bé như con vẫn tưởng. Không phải điều gì con cũng biết hết được. Nếu con vâng lời mẹ, chăm chỉ học tập, thì hôm nay đâu phải sợ hãi đến suýt mất mạng như vậy. Mẹ ơi, con biết rồi. Thế giới không bé tí như khu đầm của chúng ta, từ nay con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Con hứa với mẹ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi không ngừng. Một người kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả là đang tự hại mình đó. Còn nhớ đừng có quên. Chuyện khỉ con trồng nho. Hay quá, trồng nho cũng thật đơn giản. Em ơi, đi ra ngoài hái chuối với anh không? Em không đi đâu, em còn phải đọc sách học trồng nho mà. Em muốn trồng cây à? Đi ra sang nhà bác Gấu chơi đi, bác ấy có nhiều kinh nghiệm về trồng các loại cây lắm đấy. Em ngại đi lắm, mà tất cả đã có trong sách rồi anh à. Thế thì ra ngoài thăm thú cảnh vật một lát rồi vào đọc sách cũng được mà. Không đâu anh ơi, mất thời gian lắm, anh cứ đi đi. Thôi thế thì anh đi một mình đây. Nào, bây giờ bắt tay vào trồng nho thôi. Bác Gấu ơi. Khỉ con đó à. Bán cho cháu một cây nho giống với ạ. Khỉ con dạo này còn trồng cả nho cơ à. Vâng.
Thế cháu đã biết trồng chưa? Để bác hướng dẫn nào. Thôi, không cần đâu bác ạ. À, cháu biết cả rồi. Cháu đi trồng cây luôn đây. Chỗ này khá ổn để trồng nho. Bước 1, chọn nơi đất xốp để đào hố và trồng xuống đó một cây nho non. Bước 2, tưới nước thường xuyên và chăm sóc cây. Mình chỉ việc ra ngoài kia lấy nước về tưới. Thật gần và thuận tiện làm sao. Chà, lá đã lên xanh biếc thế này. Chẳng mấy chốc mà ra hoa ra quả. Rồi chẳng mấy nữa, mình sẽ được ăn những trái nho ngon ngọt cho mặt coi. Đã 4 tháng rồi còn gì nữa. Thời gian trôi mau thật đấy. Khi nào thì thu hoạch được nhỉ? Khi quả nho chuyển sang màu tím thẫm là lúc nho đã chín. Lúc ấy bạn có thể thu hoạch được. Mau chín đi nho nhé, để ta được ăn những quả nho ngon ngọt. Bỏ công chăm bón bao ngày. Sao lâu thế mà nho vẫn chưa chín nhỉ? Mãi mà không chuyển sang màu tím là sao? Không biết nho của ai đây nhỉ? Là nho của tôi đấy. Sao không ăn đi chứ? Nhưng mà anh cáo này, nó đã chuyển sang màu tím đâu. Làm sao mà ăn được? Rõ là con khỉ ngốc nghếch. Mình phải nghĩ cách ăn hết chỗ nho này mới được. Chính hay không để tôi thử cho là biết ngay. Cậu không biết loài cáo chúng tôi là sành về nho nhất đấy à? À, hay quá. Vậy thì cảm ơn anh trước nha. Anh giúp tôi thử nho đi vậy. Nho thế nào hả anh cáo? Chỗ này đúng là chưa chín, chát quá. Để tôi thử những quả bên kia xem nào. Thế nào? Đã chín chưa thế? Chưa chín đâu. Để tôi thử chỗ khác xem sao vậy. Anh cáo. Khỉ con ơi. Khỉ con. À thôi, tôi có việc gấp phải ra ngoài bìa rừng kia một lát. Tí tôi quay trở lại sau nha. Anh cáo. Ủa, khỉ em đã thu hoạch nho chưa vậy? Em chưa. Sao lại thành ra thế này? Là vì em thấy nho còn xanh chưa thu hoạch. Cáo đi qua nói là sẽ giúp nếm thử xem đã chín chưa. Trời ạ, đó là giống nho xanh mà khỉ con. Cháu có mà đợi mãi thì nó cũng không thể chuyển sang màu chín đỏ được đâu. Thật vậy ư? Em đúng là ngốc mà. Có mỗi việc phân biệt nho xanh với nho đỏ mà cũng không biết. Tên cáo gian xảo đã thừa cơ đó ăn hết vàng nho rồi. Thì tại em cứ tưởng kiến thức ở hết trong sách rồi. Ai dè, kiến thức thật bao la, muôn hình vạn trạng đúng không nào? Dạ vâng, giờ cháu mới hiểu bác ạ. Bác Gấu là người có nhiều kinh nghiệm trồng trọt nhất vùng. Bác truyền lại cho cháu một ít nha. Được, cứ đọc nhiều sách, rồi theo bác thực hành là được. Ngưu Lang chức nữ. Nữ, ta rất nhớ nàng, nàng có biết không? Thiếp cũng rất nhớ tiếng tiêu của chàng. Làm sao để ta và nàng có thể kết tóc xe duyên được đây? Luật thiên đình khắc khe, thiếp cũng chẳng biết rồi sẽ như thế nào. Ngưu Lang, thì ra ngươi ở đây, tại sao lại không chăn trâu, mà để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư? Hãy mau theo ta về cho Ngọc Hoàng xứ tội.
hoàng xá tội. Chúng thần đã biết tội của mình rồi. Các ngươi thật to gan. Ngưu Lang, ngươi vì say mê một tiên nữ mà bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào địa ngục hư. Còn chức nữ, ngươi cũng vì tư tình mà trễ nải việc dịch vải. Cả hai thật đáng tội lớn. Ta ra lệnh phạt, từ nay trở đi chia cắt hai người. Người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Không, không thể thế được. Xin Ngọc Hoàng tha tội. Xin người đừng chia cắt chúng thần. Nếu ta không xử phạt nghiêm minh thì còn gì gọi là luật lệ chốn thiên đình. Hơn nữa, chuyện của hai ngươi sẽ làm gương cho tất cả mọi người, không được phép vi phạm. Người đâu? Ngưu Lang, chức nữ. Ngưu Lang, chức nữ. Người đầu sông, kẻ cuối sông, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau chứ? Muôn tâu Ngọc Hoàng, kể từ ngày bị chia cắt, người đầu sông, kẻ cuối sông, tối nào chức nữ cũng ngồi bên bờ sông khóc rồi thả đèn hoa đăng xuôi dòng. Tiếng khóc nghe mới ai oán làm sao. Thật đáng thương, không ngờ giữa hai người họ có một tình yêu sâu sắc đến vậy. Nhưng hình phạt đã ra, không thể rút lại được, chỉ còn cách này. Cách gì thưa Ngọc Hoàng? Ta đa ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thưa Ngọc Hoàng, nếu biết tin này chắc họ mừng lắm. Nhưng thưa Ngọc Hoàng, sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào bắc qua cả. Làm sao để họ gặp được nhau chứ? Hãy cho bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân để Ngưu Lang chức nữ được gặp nhau. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Cuối cùng thiếp đã được gặp chàng. Ta hạnh phúc quá. Đa tạ Ngọc Hoàng đã cho chúng ta gặp nhau. Kể từ đó, cứ vào đêm 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và chức nữ mới được gặp nhau một lần. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và chức nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần, hóa thành cơn mưa, và được người dưới trần gian đặt tên là Mưa Ngâu. Chú chuồn chuồn ham chơi. Này, không được chạy. Đố cậu đuổi kịp tớ đây. Các bạn ơi, trời sắp mưa rồi đấy. Mau về nhà hết đi. Cậu đùa đấy hả chuồn? Trời trong xanh thế này làm sao mà mưa được chứ? Đúng thế đấy, chuồn chuồn. Bọn tớ biết ngay là cậu nói dốc mà. Thôi, chúng ta đi chơi tiếp đi các cậu ơi. Ồ, không tin tớ à? Để rồi xem. Ôi, ôi, mưa thật các bạn ơi. Mau đi chú đi. Đấy, thấy chưa? Có ai không tin lời tớ nữa không? Bọn tớ tin cậu rồi chuồn à. Cậu có thể dự đoán được thời tiết. Cậu giỏi quá. Làm sao mà cậu có khả năng này vậy? Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Chỉ cần tớ bay lên cao, thám thính, nghe ngóng là biết ngay thời tiết trong vài ngày tới luôn. Ôi, bạn tuyệt quá. Vậy từ nay bạn hãy thường xuyên bay lên để báo thời tiết cho tất cả mọi người được không? Được thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các bạn ơi, có ai thấy chuồn chuồn đâu không? Bọn tớ cũng đang tìm cậu ấy mà không thấy đây. Bảo bạn ấy bay lên xem thời tiết thế nào, xem sắp có bão chưa, để còn xây lại tổ và dự trữ thức ăn nữa. Đúng thế đấy, tớ lo quá, mà mấy hôm nay chả tìm gặp được chuồn chuồn. Bạn ấy cứ mãi đi chơi chả thấy đâu cả. La 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 la, la 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 la. Ôi, chuồn chuồn! Cậu về đây rồi.
Mau lên kia xem thời tiết thế nào đi cậu. Hình như sắp tới mùa bão rồi đấy cậu à. Các cậu cứ suốt ngày thời tiết, mệt ghê. Trời đang nắng thế này, còn lâu mới đến mùa bão. Thôi, tớ đi chơi đây. Cậu ấy sao thế nhỉ? Cậu ấy không còn muốn báo thời tiết cho chúng ta nữa rồi. Thôi, chúng ta về xây tổ và dự trữ thức ăn dần đi. La 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 la. Hôm nay thật là vui biết bao. Chuồn chuồn ơi, cậu đừng có đi chơi nữa. Xây tổ đi cậu ạ. À. Tầm này năm ngoái sắp có bão to rồi đấy. Mệt ghê, cứ về đây là nhức óc. Nghe đây, đôi cánh của các cậu yếu ớt, bay kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi đây hả, cánh nhiều này, mắt nhìn rộng này, bay khắp nơi được này. Chẳng có gì phải sợ cả, bão đến là tôi biết liền, bay tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Thôi, tôi đi đây. Sắp có bão rồi, mau về tổ đi mọi người ơi. Đúng là nhát như thỏ đế, chưa gì đã sợ. Ôi à! Hả? Ôi, các bạn, sao các bạn lại... Không nói nhiều nữa, mau vào trong đi. Cậu không sao chứ? Ôi, cánh của cậu bị rách một miếng rồi kìa. Tớ không sao. Tớ xin lỗi các bạn vì đã không nghe lời các cậu khuyên. Không có gì mà. Giờ cậu hiểu ra vậy là bọn tớ mừng rồi. Từ nay cậu đừng có chủ quan nữa là được. Ừ, tớ hứa tớ có khả năng dự báo thời tiết. Nhất định tớ sẽ không lơ là ham chơi nữa đâu. Tớ sẽ thường xuyên để ý và sẽ báo cho tất cả mọi người trong khu rừng. Các cậu hãy tin vào tớ nha. Ừ, bọn tớ tin ở cậu mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.